Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái cao su chụp bụi đầu lắp của xe Forerunner 2010. Sản phẩm được sản xuất bởi Thái Lan. Mỗi một quy cách đóng gói của sản phẩm là mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một bao bì như thế này. Đây là dòng sản phẩm của hãng Perfect Thái Lan. Perfect Thái Lan là một trong những công ty chuyên sản xuất về các loại cao su để phục vụ cho ngành ô tô, xe máy và các ngành chế tạo khác. Với cái bộ sản phẩm này thì mã sản phẩm của nó là BB0122530. Đây là mã QR khi chúng ta cần quét để check của sản phẩm. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm một cao su chụp bụi đầu lắp này và hai cái đai thiết đầu lắp, tức là đai vòng đầu và đai vòng cuối. Với cái chất liệu cao su này thì anh em có thể thấy này, nó khá là mềm. Đó. Và cái cao su này thì nó không hề bị đắng. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cao su chụp bụi đầu lắp của con Forerunner 2010. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, thay thế lắp ráp tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.